Chiều ngày 14 tháng 7, phiên xử hai cựu tư lệnh vùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và 12 bị cáo khác trong vụ nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu bước sang phần tranh luận sau khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án. Trước đó, bị cáo Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 bị đề nghị 15 năm tù với cáo buộc đã nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng từ trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh giúp sức nhận tiền cho bị cáo Thanh là bị cáo Phan Thị Xuân, vợ bị cáo Thanh, bị đề nghị 24 đến 36 tháng tù treo. Được nêu quan điểm tranh luận, bị cáo Thanh cho biết bản thân vô cùng hối hận vì với cương vị tư lệnh vùng đã để xảy ra hành vi mà như bản luận tội nêu. Hôm nay, trước hội đồng xét xử, tôi xin lỗi đảng, nhà nước, xin lỗi quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Quá trình tranh luận, bị cáo Lê Xuân Thanh không phủ nhận cáo buộc nhưng mong tòa án quân sự căn cứ vào nội dung vụ án và quá trình công tác của bị cáo, tình tiết về nhân thân để xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo Thanh cho biết, bản thân năm nay đã 62 tuổi, có nhiều bệnh nền và thường xuyên ốm đau, do đó mong hội đồng xét xử xem xét được hưởng những tình tiết khoan hồng. Bị cáo Lê Văn Minh, cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, bị Viện Kiểm sát đề nghị khung hình phạt 15-17 năm tù về hành vi nhận hối lộ. Theo cáo buộc, bị cáo Minh đã trực tiếp và thông qua vợ, con gái để nhận từ Phan Thanh Hữu với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, bị cáo và người thân đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Bị cáo Minh cho biết, mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thanh Hữu cho 150 hay 200 triệu đồng, chứ chưa bao giờ đặt vấn đề cho tiền thì phải làm việc này việc kia, nên mong tòa xem xét.